thì ung thư dạ dày đứng hàng thứ 5, sau ung thư phổi, ung thư vú, ung thư đại trực tràng, ung thư tiền liệt tuyến. Vì cái tỷ lệ chết của ung thư dạ dày thì cũng đứng hàng thứ 3, thứ 4. Các bạn thấy ha, đầu tiên là phổi, kế tới là ngực, vú, vis là vú, rồi kế tới là đại trực tràng. Cái số mạch nó tốt dưới đây nè, 8,2%, tại này nó bị nằm bị lỗi. Thì chỗ này nó 8,2% nằm đây nè. Thì nó đứng cũng hàng thứ 5 trên thế giới. Đó có tổ chức Lobocan năm 2018. Thì riêng ở Việt Nam thì ung thư dạ dày là đứng hàng thứ 3 rất là cao. Đầu tiên là ung thư gan, kế tới ung thư phổi, thứ 3 là ung thư dạ dày. Trong khi đó tỷ lệ tử vong cũng đứng hàng thứ 3. Bạn thấy màu xanh là incident, là tỷ lệ mắc, còn màu đỏ là mortality, là cái tỷ lệ tử vong. Thì cái tỷ lệ tử vong nó chiếm khoảng 13,4%, rất là cao. Vậy ung thư dạ dày đang là cái vấn đề rất được quan tâm. Tỷ lệ nó quá cao trong dân số của mình thì thành ra cái vấn đề này đang được quan tâm. Có một nghiên cứu của anh Quách Trọng Đức ở Đại học Y Dược Sài Gòn, thì hầu hết tất cả các ung thư dạ dày đều ở giai đoạn muộn, nghĩa là khi ở giai đoạn muộn rồi thì cái tỷ lệ tử vong nó sẽ cao, tiên lượng sống sẽ thấp. Ngoài ra là mình sẽ không thể điều trị triệt để được. Ung thư dạ dày giai đoạn sớm là có thể điều trị triệt để được, nhưng giai đoạn muộn thì hầu như là không thể điều trị triệt để, cho nó đã di căn rồi. Các bạn thấy trên đây là endoscopic appearance, thì được từ 0 đến 1 đến 5. Thì từ 0 đến 5 là các cái hình thái của biểu hiện trên nội soi. Nhưng mà thường là 1, 2, 3, 4 là những cái biểu hiện có giai đoạn tiến xa. Ngược lại 0 là giai đoạn sớm thì không có. Để các bạn luôn thấy 0 là mình không phát hiện được ca nào ở giai đoạn 0. Trong khi đó giai đoạn 1 và 2 thì phát hiện rất là nhiều. Đặc biệt là trên 50 tuổi, cái older group nè, nhóm này trên 50 tuổi. Và báo này là báo cáo trong cái hội nghị châu Á Thái Bình Dương năm 2018. Về dịch tễ học, ung thư dạ dày gặp nhiều ở châu Á, châu Âu và châu Mỹ thì gặp ít hơn. Thường gặp ở những bệnh nhân là ăn nhiều chất chứa nitrat, muối hoặc là thức ăn ngâm giấm chua rồi đó. Thì Việt Nam mình cũng có ha, Hàn Quốc cũng có, Nhật Bản cũng có, rất là nhiều. Hầu như là các cái người châu Á mình thích ăn mấy thực phẩm muối, thực phẩm ngâm giấm. Yếu tố gia đình thì người ta chưa nghiên cứu thấy cái kiểu gen nào cái quy định hình thái ung thư dạ dày. Tuy nhiên về cái yếu tố gia đình thì người ta thấy là những cái người mà có gia đình có ung thư thì có nguy cơ ung thư cao hơn những cái người khác. Tỷ lệ thường gặp ở nam nhiều hơn nữ, tỷ lệ là 2:1 và thường xuất hiện sau 40 tuổi. Các yếu tố nguy cơ khác, ví dụ như bệnh nhân có viêm dạ dày mãn tính. Viêm dạ dày mãn tính là cái tình trạng là viêm tái đi tái lại nhiều lần và một cái thời gian lâu dài của cái viêm dạ dày. Thì khi đó viêm dạ dày mãn tính nó sẽ làm cho niêm mạc của dạ dày viêm teo đi, rồi sau đó nó tái đi tái lại nhiều lần như vậy. Thì cái niêm mạc dạ dày sau khi nó bị tổn thương xong nó sẽ bị thối triển đi rồi nó phát triển lại. Cái quá trình thối triển và phát triển đó, một ngày đẹp trời nào đó nó sẽ làm cho nó bị đột biến, và lúc đó thì sao, nó sẽ bị chuyển sản và loạn sản sang nghịch sản và cuối cùng là ung thư. Giảm toan dịch vị thì người ta nghiên cứu thấy cái tình trạng vô toan á, những bệnh nhân sử dụng lâu dài cái thuốc mà ức chế bơm trung tâm, mấy thuốc đau vô tử này nọ hay uống nhiều thì cái tình trạng vô toan cao gấp 4 lần so với những cái người mà không có bị vô toan đó. Vô toan cũng có thể do bệnh lý, nhưng mà thường ấy, vô toan là do cái tính axit của dạ dày, tính axit của dịch vị dạ dày nó sẽ giúp cho cái ức chế cái niêm mạc và dạ dày phát triển. Ngược lại thì khi mà mình vô toan niêm mạc phát triển nhiều quá mức thì nó cũng gây ra cái tình trạng đó. Lét dạ dày thì ở một số trường hợp lét dạ dày sẽ tiến triển, thì mình sẽ lét sẽ tiến triển thì ngày một nặng hơn và lét tới lại nhiều hơn, cộng với nữa là cái bệnh nhân họ sẽ bị những cái ổ lét to. Thì ổ lét khổng lồ người ta định nghĩa là cái lỗ ổ lét là trên 2 cm đường kính, thì đó là lét khổng lồ, là khả năng ung thư hóa rất là dữ. Hầu như là những cái ổ lét mà to như vậy người ta phải đề phòng, ta phải bấm sinh thiết ở những ổ lét to, lét nhỏ thì cũng không cần thiết. Các trường hợp thiếu máu ác tính, đặc biệt là mình nhiễm Helicobacter pylori. Nhiễm Helicobacter pylori thì có viêm mạng, viêm teo, chuyển sản, nghịch sản thì cuối cùng là ung thư. Cái vấn đề này là vấn đề thường gặp nhất. Trong cái dân số mình, cái tỷ lệ nhiễm Helicobacter pylori thì nó rất là cao.
Thành ra khi mà nhiễm cái vi khuẩn này nó sẽ gây viêm dạ dày tái đi tái lại nhiều lần, và khi viêm dạ dày tái đi tái lại nhiều lần nó sẽ trở thành cái tình trạng viêm dạ dày mãn tính, và khi đó nó sẽ xảy ra hiện tượng là viêm teo niêm mạc dạ dày, chuyển sản, loạn sản, nghịch sản, và cuối cùng là thì đó là những cái yếu tố nguy cơ. Hút thuốc lá thì nó cũng là một yếu tố nguy cơ, bởi vì trong khói thuốc lá nó có những cái hóa chất gây ung thư. Thì khi mình hút thuốc lá thì bệnh nhân sẽ hút thuốc lá thì cái khói thuốc nó sẽ gây nguy cơ ung thư, cộng với cái chất mà mình hấp thu trong cơ thể nó cũng gây ung thư. Thành ra cái bệnh mà hút thuốc lá hầu như tất cả các bệnh đều có, nó là yếu tố nguy cơ ung thư cho tất cả các bệnh. Các bạn đợi anh tí nha, không có điện thoại trong khoa. Rồi mình tiếp tục thôi nha. Thì về giải phẫu bệnh thì tổn thương của cái ung thư dạ dày chủ yếu nằm ở hang vị. Ở vùng này là cái vùng hay viêm tới viêm lui nhiều nhất, thì cái tổn thương chủ yếu vùng hang vị. Về mặt đại thể thì các cái dạng đại thể nó theo phân loại Bowman thì nó sẽ chia làm 4 dạng. Cái dạng mà dạng bulip là dạng nhu cao lên tí như đây. Còn hoặc là 3 là dạng còn lại thì là dạng distress type, là cái dạng loét, dạng thể loét. Thì loét thì mình có bờ nhô cao hai bên thì gọi là tiếp 1. Tiếp 2 xin lỗi, loét có bờ nhô cao hai bên nhưng mà nó có gì, nó có thâm nhiễm vào thành của dạ dày, nó là tiếp 2. Và thâm nhiễm lan tỏa, thâm nhiễm ở đây là các cái tế bào ung thư. Các bạn hiểu là các tế bào ung thư lúc đầu nó chỉ có ở nguyên khu trú này thôi. Còn đối với thể loét thì nó ở trong lòng ổ loét. Còn thể tiếp 3 là sao? Các cái tế bào ung thư nó lan ra xung quanh của cái thành dạ dày, và cuối cùng là nó lan thâm nhiễm toàn bộ các thành dạ dày và nó không có một cái gì nó rõ ràng hết. Thì cái tiếp 4 này cái độ ác tính của ung thư nó rất là cao và thường gặp ở người trẻ tuổi nhiều hơn so với người lớn tuổi. Về giải phẫu bệnh thì 95% là adenocarcinoma. Thì đó là các cái ung thư biểu mô tuyến ha. Thường nó sẽ cấu trúc, sắp xếp cấu trúc hình tuyến, sắp xếp thành bèo, nhiều tế bào tiết nhầy. Thì mấy bạn thấy cái hình bên đây, đây là cái hình ảnh trên cái kính hiển vi cho thấy các cái dạng ung thư tế bào tuyến của dạ dày. Riêng cái dạng D nè, các bạn thấy chỗ mấy mũi tên, đó là những cái hình ảnh của tế bào nhẫn, đó là ung thư dạng tiếp 4 của Bowman, là ung thư dạng lan tỏa diffuse. Thì ung thư dạng lan tỏa là ung thư của tế bào nhẫn. Mà ung thư có tế bào nhẫn là mức độ ác tính rất là cao, tại nó biệt quá rất là kém, nghĩa là nó không có rõ ràng tế bào nào hết trơn, nhân nó lệch sang một bên này, nó gọi là tế bào nhẫn. Bạn thấy giống như một cái chiếc nhẫn vậy đó, cái dòng xung quanh này nè, đó. Dòng tế bào xung quanh đây
nhân nó lệch sang một bên. Khi đó thì sao? Nó sẽ nằm giống như cái chiếc nhẫn này, là dòng mình đeo, phía trên đây là cái hộp viên kim cương, ở quê người ta gọi là cà rá. Đó, thì giống vậy. Đây ha, các bạn thấy rất là nhiều. Thì là ung thư tế bào nhẫn. 5% còn lại là ung thư mô liên kết, là sarcoma. Thì phân loại theo các mức độ biệt hóa, thì mức độ biệt hóa cao có nghĩa là cái tế bào nó chưa có biến dạng nhiều, thì mức độ biệt hóa càng cao thì tỷ lệ ác tính của ung thư nó càng thấp. Cái này mức độ biệt hóa nó sẽ tỷ lệ nghịch, nó sẽ đi nghịch với lại cái độ ác của cái tính ác của ác tính của cái loại ung thư đó. Biệt hóa càng cao thì cái mức độ ác tính nó càng thấp, biệt hóa kém thì mức độ ác tính là cao nhất. Về giải phẫu bệnh thì người ta phân loại theo Laurent. Thì cái hệ thống phân loại Laurent là tại vì mình nói thêm cho các bạn là ung thư dạ dày nó sẽ có hai thể, là cái thể là thể dạng của ruột, hoặc là intestinal là thể của ung thư thư dạng của ruột, và thể diffuse là ung thư dạng lan tỏa hay dạng thâm nhiễm, là cái thể tiếp 4 trong bo men đó. Còn tiếp 1, 2, 3 là của dạng của intestinal. Thì các bạn sẽ thấy cái thể ruột của ung thư dạ dày mà thể ruột á, là nó phụ thuộc vào môi trường nhiều, trong khi đó thể diffuse thì lại phụ thuộc mang tính chất gia đình. Ở bệnh viện anh có một cái chị kia cũng làm việc ở bệnh viện mới ba mấy tuổi thôi, ung thư dạ dày thể thâm nhiễm như vậy nè. Thì chính thể thâm nhiễm đó thì gia đình của chị là lúc trước là đã có một cái người là bị ung thư dạ dày mất rồi, trực hệ luôn, nghĩa là anh chị em trực hệ. Chị thì chỉ lại bị nhiễm HP mạng tính nữa. Ngày đẹp trời ói ra máu thì cuối cùng đi soi ra thì lúc đó ra cái ung thư rất là xâm lấn rồi, ung thư nó nhiều rồi, gần toàn bộ dạ dày, mới cắt dạ dày toàn bộ hôm trước ở bệnh viện Chợ Rẫy. Rồi cái thể ruột thì nó liên quan đến tình trạng là viêm teo niêm mạc dạ dày, nó sự atrophy là viêm teo niêm mạc dạ dày, và intestinal metaplasia là cái nghịch sản ruột, có nghĩa là thay vì cái niêm mạc ruột nó nằm ở dưới tá tràng thì bây giờ cái niêm mạc ruột này nó sẽ nằm ở trên cái dạ dày. Thành ra cái niêm mạc nó nằm ở vị trí sai vị trí, không phải vị trí bình thường của nó, thì nó là bất thường và nó sẽ gây bệnh. Cái khác các bạn về các bạn tham khảo xem. Về cái hạch bạch huyết, thì hạch bạch huyết thì ung thư dạ dày, dạ dày nó sẽ dẫn lưu các hạch bạch huyết của nó theo ba chặng. Chặng thứ nhất là dọc bờ cong nhỏ và dọc bờ cong lớn, là đi theo hai cái động mạch mạch nối lớn và động mạch vị mạch nối lớn, và động mạch vị mạch nối lớn và động mạch vị mạch nối nhỏ. Đây là hai cái nhánh động mạch lớn đi theo hai bờ cong lớn và bờ cong nhỏ. Thì nó là nhóm hạch 135, 246. Cái chặng thứ hai là nó sẽ đi dọc theo các động mạch thân tạng và các nhánh của nó. Để bạn nhớ về giải phẫu, nói sơ giải phẫu, động mạch chủ ngực nó đi qua khỏi cơ hoành thì nó sẽ đổi tên là động mạch chủ bụng. Thì qua khỏi động mạch chủ bụng rồi thì cái động mạch đầu tiên nó xuất phát từ động mạch chủ bụng nó đi ra, đó là động mạch thân tạng. Thì trên cái động mạch thân tạng đó nó sẽ chia ra, nhánh thứ nhất là động mạch vị trái, nó sẽ nuôi cái vùng ở tâm vị, phịch vị của dạ dày ở đây. Rồi sau đó nó chia một nhánh qua động mạch lách nó đi qua đây. Và một nhánh nữa nó sẽ đi chia vào nhạc gọi là động mạch gan chung. Rồi từ cái nhánh động mạch gan chung nó sẽ đi về nuôi khối tá tụy và khối gan. Thì động mạch gan chung nó sẽ có một nhánh nó chia ra là nó nuôi động mạch vị tá, là nó nuôi vùng tá tràng. Và ở vùng môn vị, tiền môn vị là có một nhánh ở đây là động mạch vị tá, nó xuất phát từ động mạch gan chung. Từ đó động mạch gan chung nó đi lên về hướng về đốn gan. Nó đổi tên thành động mạch gan riêng. Đổi tên về động mạch gan riêng thì động mạch gan riêng nó sẽ chia một nhánh để nó nuôi túi mật. Còn lại nó đi vào gan nó sẽ chia hai nhánh, một nhánh nó nuôi gan trái, một nhánh nó nuôi gan phải. Thì nguyên cái hệ thống mà đi từ động mạch thân tạng về gan và về lách, đây là hệ thống của động mạch thân tạng và các nhánh của nó. Thì mình nạo hạch thì mình phải lấy hết tất cả các hạch nằm dọc trên các cái nhánh động mạch này hết. Nghĩa là mình sẽ lấy hạch đi tới lách, mình sẽ lấy hạch đi về gan và lách qua gan hết, lấy hết cái khung này luôn. Rồi chặng thứ ba là gồm các hạch nằm quanh tụy. Thì hạch nằm quanh tụy thì bao gồm cái thứ nhất động mạch chủ bụng, thứ hai là động mạch mặt treo tràng trên. Tại vì quanh ở phía dưới động mạch thân tạng thì nó sẽ là động mạch treo tràng trên. Mặt treo tràng trên nó sẽ đi một đoạn ở trong tụy. Thành ra mình lấy tụy, mình lấy bao tụy cộng với lại các cái động mạch mặt treo tràng trên và động mạch chủ bụng. Khi mà nạo tới đây rồi là tiến chứng rất là dữ. Thành ra thường có những cái trung tâm lớn họ làm giỏi thì họ mới làm tới đoạn hạch D3 thôi. Còn thường thì họ làm tới cái chặng thứ hai thôi. Thấy đã đạt cao rồi. Phân loại giai đoạn thì ung thư dạ dày mình phân loại theo TMN quốc tế. Thì mình biết là trong ống tiêu hóa, mình thành ống tiêu hóa mình là lúc nào nó cũng sẽ có 4 lớp. Đầu tiên là lớp niêm mạc, mucosal là lớp niêm mạc.
lớp dưới niêm là submucosal, à, rồi cuối cùng là muscularis propria là lớp cơ, và serosa là cái lớp thanh mạc hay còn gọi là lá phúc mạc tạng. Xong rồi các bạn học bài viêm phúc mạc á, thì cấu tạo lá phúc mạc thì trong đây nó có bài phúc mạc tạng này, lá phúc mạc tạng này, thì đó nó là bốn lớp, thực chất là tới năm lớp nữa, nó còn cái lớp mà lớp cơ niêm ở đây nữa, nó còn lớp cơ niêm ở trong lớp niêm mạc nữa, nhưng mà ở đây không tính vô. Ở đây là mucosal, submucosal, muscularis propria với lại serosa là bốn lớp. Thì gồm bốn lớp đó thì nó sẽ phân chia T1, T2, T3, T4. Đối với T1 thì sao? Ung thư. Đây, các bạn này mấy bạn thấy. T1 là tumor invaded lamina propria submucosal. Có nghĩa là nó đã đi qua khỏi cái lớp niêm mạc và đi đến lớp dưới niêm là T1. T2 nó sẽ đi đến lớp cơ. T3 thì nó chưa có ra ngoài thanh mạc, nó còn ở dưới thanh mạc. Rồi là subserosa là T3. À, T3 là nó đã xâm lấn ra ngoài, nhưng mà nó khó không có xâm lấn tới các tạng xung quanh. Còn T2B thì mới là dưới thanh mạc. T3 là nó đi tới thanh mạc nhưng mà nó chưa có xâm lấn các mô xung quanh. T4 là nó đã xâm lấn với các tạng xung quanh rồi. Ở đây là di căn hạch. Thì sau khi cắt dạ dày ra, người ta sẽ lấy các cái hạch xung quanh dạ dày theo các chặng đó, ta lấy ra ta đếm số hạch di căn. Thì nếu mà số hạch di căn từ 1 đến 6 hạch dùng di căn đó, thì người ta phân loại đó là N1. Đối với 7 đến 15 là N2 và hơn 15 hạch là N3. Và có di căn, chỉ cần có di căn xa như di căn gan thì nó, họ đã tính là M1 rồi, coi như là có di căn xa. Cái này là cách hướng dẫn để phân loại T. Các bạn đọc về ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm thì mình sẽ có 2-3 giai đoạn sớm, giai đoạn tiến triển và giai đoạn tiến xa. Thì đối với ung thư dạ dày giai đoạn sớm là ung thư ở lớp niêm mạc hoặc là lớp dưới niêm, và không có cần bất kể có di căn hay không thì người ta tính là ung thư giai đoạn sớm. Lớp niêm mạc là T1A hay lớp dưới niêm là T1B ha. Thì đây là theo định nghĩa năm 2020 mới nhất, là thì ở cái ung thư giai đoạn sớm này nè thì cái tỷ lệ di căn hạch rất là thấp, nó vào khoảng từ 5-10% thôi. Thành ra khả năng mà mình điều trị triệt để cho bệnh nhân là cao nhất. Còn đến T2 là di căn tới trên 15% rồi, và đến T3, T4 thì tỷ lệ di căn hạch nó càng cao lên. À, phân loại theo Nhật Bản thì thể loại theo ung thư sớm. Ung thư sớm người ta gọi type O1, nghĩa là thai không á, ung thư sớm. Thì thai O1 là cái thể protruding, là cái thể nhô lên giống như dạng polyp vậy đó. Còn cái thể là elevated là nó sao nâng lên, nó nhô lên một tí thôi, nó chỉ nâng lên thôi, à, là nó nhô lên tí thì nó không có cao như là cái thể polyp, chỉ nhóm lên tí. Cái này là thể phẳng, cuối cùng thể lát, và cuối cùng nữa là cái này là gì, lát sâu hơn nữa. Thì các cái này mấy bạn mới mốt, mấy bạn có đi chuyên sâu chuyên khoa, mấy bạn sẽ biết nhiều dạy này, chủ yếu là này nói cho mấy bạn biết thêm thôi. Cái này phân loại theo cái hội ung thư dạ dày của Nhật Bản năm 2011, đến giờ người ta vẫn xài, không có thay đổi cái bản thông phân loại này. Đây là chỉ cho các bạn cái hình ảnh nội soi ung thư sớm. Các bạn thấy không? Này, thể này là thể lồi lên nè, 01 này nó trồi lên ha. 01 là nó trồi lên. Đó, nó nhỏ xíu à, các bạn thấy không? Nhưng mà những cái này là mình có thể giải quyết trực để được nha. Hoặc là các bạn thấy thể 02A là nó nhô lên tí, và 02A đây, các bạn thấy chỉ là một cái đốm thay đổi màu sắc hơn so với xung quanh thôi. Mới nhìn vô là bỏ sót dữ lắm ha. Nhìn kỹ lại là chỗ này, thấy không? Người ta nhuộm màu xung quanh, màu tím xung quanh. Cái này là indigo cạc mai. Cái indigo cạc mai mình bơm lên, mình bơm phủ lên bề mặt này thì những cái niêm mạc bình thường nó sẽ nằm ở phía dưới, và những cái ung thư nó sẽ nằm như có bờ rõ ràng, nó sẽ nhô lên có bờ rõ ràng như thế này. Đây là tiếp 2C là tiếp gì? Tiếp thể lét lõm, thể lõm xuống. Nếu bạn thấy nguyên cái dòng này lõm xuống, các mô xung quanh nó bình thường, chính giữa nó lõm xuống. Nguyên khu này là ung thư. Thật ra các bạn thấy nếu các bạn đi làm nhiều, sau này các bạn đi làm các bạn sẽ thấy mình bỏ sót dữ dằn lắm. Những cái này nè, những cái này là mình bỏ sót dữ lắm. À, mình bỏ sót như vậy đó, mình cứ nghĩ nó là loét thôi. Cái này nè, cái này như mới nhìn là như cái loét thông thường, nhưng mà chỗ này nó có thay đổi mạch máu rồi. Chỗ này nó cũng đã thay đổi mạch máu rồi. À, người ta có bây giờ trên cái ống nội soi nó có còn cái ống, nó có cái kính phóng đại lên. Nghĩa là phóng đại, bình thường ống nội soi nó sẽ phóng đại lên thêm 200 lần. Hoặc là có chế độ focus đi sát lại, giống như là mình chụp macro vậy đó, mình chụp macro trên điện thoại vậy đó. Mình sẽ thấy được rõ cái bề mặt của niêm mạc cũng như các mạch máu như bề mặt
mình sẽ đánh giá sự thay đổi của niêm mạc và mạch máu đó, mình đánh giá coi cái này có phải là ung thư không. Tại ung thư nó sẽ thay đổi về niêm mạc và mạch máu, nên mình nhìn tới đó luôn, mình có thể đánh giá được sớm. Còn ngược lại á, thì hầu như là ngày xưa mình không đánh giá được, mấy này là thua, này tùy theo kinh nghiệm đó. Đối với lại ung thư giai đoạn sớm thường là kích thước nhỏ, mấy bạn thấy dạng phẳng mà không có loét hoặc là chỉ có xước bề mặt thôi, thì do đó cái tỷ lệ chẩn đoán khó phát hiện và tỷ lệ chẩn đoán sót rất là cao. Chính vì vậy mà mình Việt Nam mình năm rồi mấy hôm nãy mấy bạn thấy mà báo không? Mình tỷ lệ chẩn đoán ung thư sớm chỉ có không có ca nào phát hiện ung thư sớm cả. Rất là đáng tiếc. Ở nước ngoài ở Nhật Bản giờ là tỷ lệ ung thư sớm của nó chẩn đoán được là khoảng 40%. Nó trong tổng tất cả các gọi là trên tổng số liệu ung thư nó có về dạ dày thì tỷ lệ mà chẩn đoán ung thư sớm được là 40%, coi như mình cứu được 40% người đó. Tại vì ung thư dạ dày giai đoạn sớm trong vòng 5 năm đầu là không thấy tái phát, không thấy ung thư di căn, tỷ lệ rất là khả quan, 99%. Về lâm sàng của ung thư giai đoạn sớm, ECG là gì? Early gastric cancer ha. Lâm sàng của giai đoạn sớm đó là triệu chứng thì nó thường là nghèo nàn, chủ yếu là chán ăn và chậm tiêu, đầy bụng, thể trạng không đổi. Này là những cái triệu chứng của cái tình trạng giống như một cái bệnh nhân bị viêm dạ dày, các bạn thấy không? Rất là giống với một cái bệnh nhân bị viêm dạ dày. Mà khi đó là dễ bị bỏ sót. Một là bác sĩ không cho soi, hai là bác sĩ soi nhưng mà không có biết cái chẩn đoán từ sớm là cái gì nên soi bỏ sót. Ba là có thể là soi nó không có đúng quy trình, soi không có kỹ lưỡng cho bệnh nhân, bỏ sót. Đó, bác sĩ mình mà làm bác sĩ nội soi tiêu hóa, đặc biệt là soi dạ dày, là phải quan tâm tới vấn đề này thật là kỹ. Tại vì những cái chuyện này là những cái vấn đề đang nhức nhối trong xã hội. Gia đình người ta có triệu chứng, gia đình người ta có nguy cơ thì mình phải soi cho người ta kỹ. Tại vì mấy bạn tưởng tượng một lần mà bác bệnh nhân đi soi là không bao giờ người ta đi soi lần thứ hai. Người ta sẽ rất là khó chịu. Các bạn thử mấy bạn soi đi biết, anh chưa soi, anh toàn đi soi người ta không à. Nhưng mà vô khó chịu lắm. Nếu các bạn làm tốt, kỹ thuật ok, bác sĩ kỹ thuật ok thì người ta sẽ đỡ khó chịu. Là mình đỡ đụng vô những cái vị trí nhạy cảm. Tại vì dùng hầu họng mình kích thích lắm. Một khi mà các bạn đút ống soi vô một cái là một khi mà đã ói rồi á, ói ra rồi đó, là nó ói hoài luôn. Ói tới chừng nào bạn rút máy thôi. Thành ra đừng để cho mình bị bệnh nhân bị kích thích. Bệnh nhân mà bị kích thích là sẽ bị sẽ khó chịu dữ lắm, và lúc đó nó phản xạ nó kéo tới liên tục. Thành ra cái kỹ thuật soi cũng quan trọng. Thì vấn đề nữa là các bạn soi phải đúng quy trình, soi phải đúng bài bản, nghĩa là theo mình thứ tự mình khảo sát cái gì. Trước khi soi mình phải hỏi bệnh nhân, trước khi soi bệnh nhân như thế nào, đi soi sao để mình đánh giá cái nguy cơ của bệnh nhân. Thì có bạn hỏi là em thấy có xịt cái thuốc gì trước khi soi đó, là cái thuốc đó là thuốc tê lidocaine dạng tê niêm mạc, thuốc xịt vô tê để làm giảm cái phản xạ ở vùng hầu họng. Bác sĩ không được sai chính tả nha bạn, bác sĩ sai chính tả là không có được, đó là nguyên tắc bất chi bất dịch của tụi anh. Bác sĩ không được quyền sai chính tả. Bạn sai chính tả, người nhà bệnh nhân người ta đọc cái toa thuốc hoặc là đọc cái giấy gì mấy bạn cấp vậy cho người ta cười mình kỳ lắm. Nhất quyết là không được sai chính tả. Viết chữ xấu và viết cho nó bự lên người ta đọc được, chữ bác sĩ xấu nhưng mà còn đọc được, chứ đừng có để chữ bác sĩ xấu đọc không được là nó cũng kỳ lắm. Mình viết cuối cùng mình nhìn lại không biết mình đọc cái gì nữa thì cũng không được. Giai đoạn tiến triển ung thư dạ dày thì chủ yếu là bệnh nhân sẽ bắt đầu có đau do u nó xâm lấn, bắt đầu thiếu máu là do cái tình trạng nó u ngày một tiến triển đi, nội soi sẽ phát hiện khối u. Đối với những trường hợp mà u ở vùng tâm vị chỗ nói của dạ dày thực quản thì triệu chứng nút nghẹn sẽ xuất hiện, tại vì nó làm hẹp cái đường đi của dạ dày thực quản đi xuống nên nó sẽ xuất hiện nút nghẹn sớm, triệu chứng nó sẽ xuất hiện sớm. Nhưng mà thật ra sớm ở đây là sao? Nó đã bự rồi, mình đang cần ung thư giai đoạn sớm kìa, chứ không phải là triệu chứng. Thành ra u này nó đã u gây hẹp thì nó là u nó tiến triển rồi. Ở giai đoạn muộn thì bệnh nhân thường suy kiệt, da xanh, thiếu máu nặng, phù chi hết, tại vì bị thiếu dinh dưỡng, suy dinh dưỡng, ăn uống không được. Vàng da có thể là do di căn cái hạch ở vùng rốn gan sẽ gây vàng da.
đau liên tục hoặc đau lan ra sau lưng là nghi ngờ nó có xâm lấn tới là bao tụy rồi. Đấy, điểm đau có tụy là đau, đau lan ra sau lưng nha. Rồi hoặc là u nó to khắp ổ bụng mà sờ lỗ nhổn kém di động không làm được nha. À. Rồi bụng bán, bụng bán là dịch ổ bụng, gọi là có dịch ổ bụng. Thì khi mà có dịch ổ bụng thì khả năng là coi chừng có di căn phúc mạc rồi. Rồi di căn xa thì có hạch trochlear là hạch dưới đòn, hạch trên đòn chứ, hố thượng đòn, hoặc hố thượng đòn bên trái, hay còn gọi là hạch visceral là hạch ở trên thượng đòn bên trái này nè. Thì cái hạch đó đó mình sẽ khám bên trái, còn nếu bên phải thì cũng phải. Cái Urokenber này là của một cái nhà bác sĩ, của một cái ông bác sĩ người Đức tên là Urokenber phát hiện. Để bình thường các cái u có đường tiêu hóa chung là nó sẽ đi theo cái đường con đường di căn của về gan là chủ yếu, tại vì tất cả các đường đó tĩnh mạch đều về tĩnh mạch cửa rồi nó mới về tĩnh mạch chủ. Riêng cái Urokenber này là cái u buồng trứng di căn, có nghĩa là u buồng trứng thì nó lại di căn, u buồng trứng là nó nhận máu nuôi từ cái hệ động mạch chủ, động mạch chậu, từ hệ động mạch chậu và các cái khối u di căn là về động mạch chậu. Nhưng mà ngược lại mấy bạn thấy cái đường đi nó hơi khác, để chứng tỏ là cái u mà Urokenber là không phải di căn từ mạch máu mà di căn từ các cơ quan lân cận qua. Và đây là cái đường di căn nó hơi khác so với lại cái đường của ung thư ống tiêu hóa, thành ra ổng mới đặt tên được. Cái ổng đặt tên những dụ u gan, di căn gan đâu ai đặt tên được, ai cũng biết di căn gan đó. Có đặc biệt cái là u trong ống tiêu hóa, hệ tiêu hóa trong bụng của mình á. Đối với người nữ mà nếu mà có di căn về u, có di căn về buồng trứng thì người ta gọi là Urokenber, là chung luôn cho tất cả các loại ung thư tiêu hóa có di căn buồng trứng. Cái mảng Lemmer cell là một cái mảng cứng ở vùng túi cùng đu la. Khi mình thăm trực tràng á thì mình thấy nó cứng ngắt ở cứng túi cùng luôn, mình sợ rất là cứng thì khả năng là di căn phúc mạc ở dưới đu la rồi. Thật ra nó cũng dễ hiểu là khi bệnh nhân có bụng bán, nghĩa là đã di căn phúc mạc, thì dịch nó sẽ đưa các cái tế bào ung thư, để tế bào ung thư di căn phúc mạc nó đã xâm lấn ra ngoài phúc mạc rồi. Nó sẽ dịch nó giống như là dịch nó rửa đó, các cái tế bào ung thư nó đi theo dịch ổ bụng, nó đi khắp nơi trong bụng. Thì nó sẽ động ở đâu nhiều, động ở dưới cái túi cùng đu la nhiều thì cái ung thư nó sẽ di căn dưới túi cùng đu la nó nhiều nhất. Hoặc là hạch Marie Joseph là nó nằm ở rốn, nó là một cái hạch nằm ở rốn ngay cái rốn của mình, nó di căn qua hạch đó thì cũng nổi lên một cục to tròn ở vùng rốn. Hoặc là mình siêu âm mình thấy u gan di căn này, hạch virtual đây, hố trên đòn, hố thượng đòn đây, bạn thấy không? Đó. Cái hạch to đụng đây, rồi chuẩn từ dạ dày. Là trước khi mình khám bệnh nhân á, mình khám đánh giá bệnh nhân mình phải khám luôn tất cả các hạch khắp toàn thân, nên đánh giá giai đoạn bệnh nhân coi là bệnh nhân đã ở giai đoạn nào, hoặc là hạch Sister Marie Joseph ha. Đây cái hạch tròn ngẫm nằm ngay rốn này, CT thì mình thấy cái hạch rất là to này. Cái đường mổ này là ngày xưa này mổ dạ dày rồi đó, mổ có thể là mổ cắt dạ dày rồi, sau khi cắt dạ dày rồi nó là di căn qua đây. Về cận lâm sàng thì mấy bạn thoát ra đi, rồi mấy bạn vô lại. Mày hết giờ. Giúp mình chẩn đoán được vị trí, mức độ và hình thái của tổn thương. Thì về cái hình ảnh thì nó có hai dạng hình ảnh, đó là dạng thể sùi và dạng thể loét. Đối với thể sùi là nó nhô vào trong. Thì khi mà mình chụp X-quang thì mình sẽ thấy hình ảnh thuốc là nó hình khuyết. Tại vì thuốc mình nó là bao lấy niêm mạc ở trong, thành ra khi mà nhô vô trong thì thuốc nó sẽ không khối u đó, thành ra nó sẽ có hình khuyết thuốc. Ngược lại cái khối u mà nó dạng hình loét thì là nguyên là nó có một cái ổ, ổ loét, thì cái ổ loét đó là thuốc nó sẽ động ở trong ổ loét đó, thành ra nó sẽ cho hình là đậm thuốc. Cái hình ảnh là thể nhiễm cứng hoặc là mất tính là mềm mại, là cái dạ dày mình thấy từ trên xuống nó thẳng đuột như vậy, nó không có còn có cái chỗ nào mà nó có thể co bóp, mỗi lần co bóp nó sẽ co thắt như nè. Dạ dày nhìn trên hình ảnh chỉ tại điều kiện chân chọn mới lấy. Cái giường đó mới lấy đó, mình nó nhỏ kìa. Cái đầu mày cái hết qua ta lấy. Alo.
Rồi về cận lâm sàng thì mấy bạn sẽ, đây là giới thiệu với mấy bạn một số cái hình ảnh mà của u dạ dày các bạn gặp ha. À, đây các bạn thấy cái hình màu trắng đây là cái thuốc cản quang nó nằm trong lòng dạ dày. Để bạn thấy đây thay vì thuốc cản quang nó phải động từ đây nó xuống nhưng mà tới đây nó lại bị hẹp đi. Đây chính là cái lòng của dạ dày nó bị hẹp rồi đó. Còn cái phần đen đen chỗ này đó là cái thành dạ dày nó dày lên. Khi thành dạ dày nó dày lên thì nó chèn vô làm hẹp lòng của dạ dày. Đây là thể nhiễm cứng luôn. Các bạn thấy đây ha. Nó xuống ruột, nó sẽ thẳng ruột từ trên xuống dưới mà nó có không có thấy một cái hình nhu động nữa. Mỗi lần nhu động thì chỗ này nó sẽ co bóp, nó sẽ cuộn lại, sẽ ra dạ dày nó cuộn 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 lại. Ngược lại đây mình sẽ không thấy. Mình thấy nguyên này là cứng ha. Nó thẳng ruột trên xuống dưới là nó nhiễm cứng rồi. Còn đây là cái thể loét. Ối lộn xin lỗi, cái đây là thể dạng này là dạng 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 này là cái dạng thể thể loét á. Thể sùi á, là thể u sùi á. U sùi là hình khuyết thuốc, thấy khối thuốc nó khuyết vô nè, thấy bờ nó thuốc nó khuyết vô ha. Các cái thuốc nó khuyết vô là mình thấy nó màu trắng, mình nhìn theo màu đen, mình nhìn theo màu trắng thì mình sẽ thấy nó khuyết. Mình nhìn theo màu đen á, mình sẽ thấy nó là nhô vô. Còn màu trắng thì nó là khuyết. Mình đang đọc theo màu trắng, mình đang đọc theo hình ảnh của thuốc cản quang. Đây là cũng là hẹp chỗ này ha, chỗ này dạ dày nó hẹp, thuốc không qua được, qua rất là kém. Mặc dù nó vẫn còn đi xuống được ruột, không thấy ruột non đây nhiều, nhưng mà nguyên cái vị trí này nó hẹp bít hết là không thấy nữa. Đó. Cận lâm sàng thì mình sẽ sử dụng là nội soi. Nội soi sẽ giúp chẩn đoán vị trí. Đây là các hình ảnh. Hôm nay mấy bạn thấy hình ảnh nội soi ung thư sớm là sao? Nó to, nó nhỏ và rất là khó để mình nhìn thấy. Còn ngược lại đến là khi mà nó đã tiến triển rồi, nó rõ ràng rồi thì soi vô nhìn là cái biết liền, thấy không? Nhìn thấy ghê, nó sùi lên như thế này rất là to và nó sùi lên vậy. Thì mình có thể là qua cái nội soi mình phải bấm sinh thiết, bấm bấm các cái mẫu, bấm những cái mẫu sinh thiết để mình có thể làm cái xét nghiệm giải phẫu bệnh để khẳng định chắc chắn đó là ung thư. Nguyên tắc là mình phải khẳng định ung thư mới mổ cắt bao tử của người ta. Nếu mổ xong đừng có ra mà chúc mừng bệnh nhân là ừ chúc mừng ông không có bị ung thư, cắt bao tử rồi tôi thấy ông không bị ung thư, người ta thương mình chết. Nên sao trước mổ nó ung thư đi mổ tôi cuối cùng ông cắt mất tiểu bao tử tôi. Ra về ở Việt Nam mình thì nguyên tắc pháp lý là mình phải chứng minh được đó là ung thư thì mình mới được phép mình mổ cắt bao tử của bệnh nhân. À, mặc dù mình thấy hình ảnh nó rõ ràng gì mà phải có giải phẫu bệnh là ung thư, trả lời là ung thư thì mình mới được phép. Siêu âm thì thường khó phát hiện nhưng mà chủ yếu là có thể phát hiện ở giai đoạn trễ, còn giai đoạn sớm là không cần thiết. Giai đoạn sớm là chỉ có nội soi mới giải quyết được vấn đề thôi. Thì siêu âm thì mình có thể đánh giá được nhất là các cái chuyện kèm theo, chứ hầu như là các ung thư dạ dày mà nó đã có triệu chứng rồi thì siêu âm nó không có góp phần chẩn đoán, nhưng mà siêu âm nó sẽ góp phần cho giúp để chẩn đoán các cái mối liên quan của tiến triển của ung thư. Ví dụ coi bệnh nhân có bị dịch bán hay không, nếu có dịch bán là coi chừng có di căn phúc mạc rồi. Bệnh nhân hạch ở xung quanh dạ dày có nhiều không, nếu mà siêu âm mà thấy hạch nhiều thì chứng tỏ là ung thư dạ dày nó đã xâm lấn hạch ra xung quanh rồi. Mình sẽ đánh giá được cái chất lượng của cái hạch đó, cái hình thể của cái hạch đó, coi hạch đó là hạch viêm hay là hạch di căn. Tại vì trên hình ảnh của dạ dày, trên hình ảnh của siêu âm đó, thì cái hạch viêm và hạch di căn nó có những hình ảnh khác nhau. Đánh giá coi có di căn xa hay chưa, còn bệnh nhân có bị di căn gan hay không, được xem bệnh bệnh nhân có buồng trứng, có bị di căn buồng trứng chưa, u bướu canh bơ đó. Rồi CT scan thì sẽ giúp đánh giá hiệu quả của khối u, cái này là bắt buộc. Tất cả các trường hợp ung thư dạ dày đều phải chụp CT scan. Để thứ nhất là để đánh giá cái mức độ xâm lấn. Mình sẽ thấy u nó xâm lấn tới đâu luôn, mình sẽ thấy được. Rồi các cái di căn hạch xung quanh. Siêu âm mình có thể không ra được hết, nhưng CT chụp sẽ thấy được hết. Rồi CT chụp nó chủ quan, nó khách quan. Nó chụp lên cái chụp đúng kỹ thuật lên cái ai đọc cũng được. Còn siêu âm thì chỉ có cái ông mà ông ngồi ông lấy cái đầu dò siêu âm ông ra thì ông mới đọc được thôi. Thành ra lúc đó là nó phụ thuộc rất là nhiều vào bác sĩ. Ngược lại CT nó có tính khách quan hơn ha. CT cũng giúp đánh giá được di căn xa. Thành ra cái ông CT này ông bao hàm rất là nhiều thứ rồi, đã phải bắt buộc phải chụp ông này để mình đánh giá trước mổ cho bệnh nhân. Trước mổ bệnh nhân mà không có CT là không có chỉ định mổ, bắt buộc phải chụp CT ha. Chuyện này là chuyện bắt buộc. Chẩn đoán ung thư giai đoạn sớm thì chủ yếu chẩn đoán qua nội soi ha. Tất cả các phương pháp khác đều vô hiệu. Rồi
Giai đoạn tiến triển thì mình sẽ chẩn đoán dựa vào bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng, nội soi phát hiện. Giai đoạn muộn thì nó rất là dễ, cái gì mà đủ giai đoạn, đủ điều trị kiện hết rồi thì chẩn đoán dễ lắm ha. Rồi nội soi phát hiện và còn các cái chẩn đoán hình ảnh thì các phát hiện như căn xa kèm theo để mình đánh giá trước mổ mình mổ được hay không. Biến chứng thì hôm rồi có nói với các bạn á, hẹp môn vị thì cũng là một cái biến chứng của viêm loét dạ dày. Thì ông cũng có một cái nguyên nhân khác là cái ung thư. Thì ung thư nó cũng gây hẹp môn vị, cái khối u nãy các bạn thấy loét sùi lên hết, nó che lại cái lỗ môn vị, là biến dạng cái mổ lỗ môn vị. Thì thức ăn không qua được thì nó hẹp thôi, hoặc là thủng, hoặc là chảy máu. U nó càng ngày càng to, nó loét càng ngày càng nhiều thì nó gây thủng, mà cuối cùng nó chảy máu. Mà trên những bệnh nhân mà ung thư dạ dày mà thủng hoặc chảy máu này, đây là những cái dấu hiệu tiên lượng nặng của bệnh, đôi khi mình không thể làm được cho bệnh nhân. Không thể làm được thì coi như là bệnh nhân thua rồi. Thủng thì sao? Hổ nhiều khi mình cắt dạ dày không được, lúc đó mình mới là khổ đau đó, không biết làm sao. Chảy máu thì điều trị chảy máu thì cực kỳ khủng khiếp. Chích cầm máu không được, kẹp thì nó cứng, kẹp không được. Thành ra mình chỉ giờ cầu trời cầu Phật cho nghỉ ngưng thôi. Chứ đối với những trường hợp chảy máu trong tư dạ dày thì thường là khó cầm, rất là khó, cực kỳ khó. Điều trị thì đối với ung thư sớm thì mình có thể cắt qua nội soi ha, làm EMA, ESD, các cái phương pháp có nội soi người ta cắt, người ta trồng một cái thòng lọng vô cái tổn thương, người ta siết cổ nó lại, người ta cắt, người ta đốt nó đứt đi, hoặc là người ta có một cái dụng cụ người ta cắt, người ta phẫu thuật, người ta cắt hết nó lên, cắt hết ngang thôi. Đây là các cái phương pháp làm qua nội soi. Về điều trị thì chủ yếu là điều trị phẫu thuật. Ung thư dạ dày thể nào cũng vậy, điều trị là phẫu thuật chủ yếu. Thì chỉ có phương pháp duy nhất thôi là cắt bán phần dạ dày, nhưng nó sẽ khác biệt ở chỗ là có nạo hạch hay không. Nếu mình cắt bán phần dạ dày không á, thì nó sẽ tên bao gồm cả hạo hạch dùng D1 rồi. Còn nếu mà mình bắt đầu mình tiến hành nạo hạch thì người ta mới tính tới đó gọi là nạo hạch D2. Và nếu nạo hạch hôm nãy nói với bạn nào tới cái dùng ở tủy với lại ở động mạch chủ bụng thì mình tính đó là nạo hạch D3. Thì đối với nạo hạch D1 và D2, D3 thì có rất là nhiều cái trường phái. Chủ yếu Việt Nam theo trường phái là nạo hạch D2. Ở châu Âu thì họ không thích nạo hạch, họ làm tới D1 và cùng, họ không làm D2. Thì cắt bán phần dạ dày phụ thuộc vào vị trí của cái khối u. Khối u nằm ở xa, càng gần tim thì đó là cái phần dạ dày mà càng gần tim thì người ta gọi là proximal. Còn càng xa tim thì ta gọi là distal. Cái phần xa, phần gần người ta tính về phía tim. Càng ở xa tim thì người ta gọi là càng phần xa, ở phần xa. Còn ở có chỗ nào nó càng gần tim thì ta gọi đó là gần. Thì cắt bán phần ở dạ dày, ngày xưa ta gọi là cắt dạ dày 3/4, 4/5, 3/5 này nọ. Ngày xưa ta chia ra cái chỗ cái góc này nè, cái góc của cái bờ cong nhỏ này nó có một cái góc đây người ta cắt ngang qua. Ta nối giữa cái góc này dưới đây ta nối qua đây, ta cắt ngang đây thì là 4/1/5, 2/5 vậy đó, rồi cắt ngang đây là 4/5 dạ dày. Nhưng mà thực ra giờ không có còn chia phần nữa, người ta chỉ là sụp total thôi, là cắt bán phần và cắt toàn bộ, sụp total hay là total gastrectomy. Thì đối với u ở hang vị, hang môn vị này thì ta gọi là cắt bán phần xa, thì nó cũng còn một phần tâm vị với phần vị trên này, mình sẽ đem ruột lên mình nối vô đây để phục hồi ăn uống. Còn nếu mà u ở nằm cao hoặc là u nằm tâm vị phần vị thì mình phải cắt hết toàn bộ như vậy, tại vì nguyên cái phần tá tràng là mình không có di động được. Nguyên tá tràng nó chỉ nằm ở đây thôi. Thế nên mình cắt đây xong mình đâu đem cái tá tràng lên đây mình nói trên này được. Và khi lên nó nói không được thì mình phải đem ruột lên nói ha. Thành ra mình phải cắt toàn bộ luôn chứ không có chừa được ha. Rồi. Thì đây là một số cái kiểu để mà phục hồi lưu thông ruột là cho bệnh nhân sau cắt dạ dày. Thì đầu tiên là mình cắt đây là mình thấy mấy bạn chủ yếu bây giờ người ta sử dụng cái phương pháp là nói kiểu ru ăn quay, ru ăn quay. Là nói theo kiểu chữ Y đó. Nè, mấy bạn thấy hai cái chữ này gộp lại thành chữ Y. Hôm trước anh có nói một số bài. Thì khi mà nói là ru ăn quay này thì mấy bạn thấy coi kỹ anh. Là đây là dạ dày đã cắt ra, người ta đánh dấu đây là A phẩy, là vị trí chỗ cắt phía trên dạ dày. Còn đây là chỗ ngang, cái này là cắt ngang tá tràng. D1 tá tràng vừa cắt khỏi lỗ môn vị là ta cắt ngang đây. Nguyên dạ dày mình đã lấy ra rồi ha. Thì người ta sẽ khâu đóng cái mõm tá tràng này lại. Mấy bạn thấy không? Đây khâu đóng mõm tá tràng lại rồi. Rồi sau đó cái đoạn ruột non á, người ta sẽ cắt chỗ này. Đây. Đoạn ruột non ở đây thì đây là chữ C phẩy và D, đúng không? C phẩy và D đây, rồi D phẩy đây. Đây.
ta sẽ cắt ruột non làm hai đoạn ha, cắt ngang đây rồi cắt một đoạn, chứ anh xin lỗi, tại chỗ này vịt đó, cắt ngang ruột non là một đoạn ở chỗ này, để đem cái đoạn ruột non mà nó có cái chứa cái tụy nè, tá tràng nè, thấy không, tá tràng tụy nó đi từ đây xuống, từ đây rồi phần còn lại sao, phần còn lại là này nó đi, sẽ đi xuống xuống tuốt với lại ruột già, thì đem cái đầu xe phẩy này lên, mình sẽ nối đầu A phẩy trên này, thì thức ăn nó sẽ sao, thức ăn nó sẽ đi thẳng xuống ruột và đi tới đại tràng luôn. Như vậy còn đầu D phẩy này sẽ chứa gì, đầu D phẩy trong đây nó sẽ chứa mật và tụy, nếu mật và tụy thì mình sẽ cắm ở phía dưới đây, mình cắm ở một cái đoạn dưới xa hơn cái đoạn chỗ miệng nói này, miệng nói mình đã đem lên đây rồi cắm xuống đây, thì có nghĩa sau khi mình nói rồi thì đường mật và đường tụy nó sẽ theo cái quai ruột này, nó sẽ đổ vô đây, kèm theo thức ăn nó trên này nó đi xuống, nó gặp đây nó sẽ được tiêu hóa thức ăn ở trong ruột non. Đó là kiểu nói ru ăn quai, là kiểu nói thịnh hành nhất bây giờ, hầu như tất cả các trung tâm họ đều nói như vậy. Còn ngoài ra còn có kiểu build rod thì build rod 2, người ta theo nói là kiểu build rod 2 là thay vì người ta không có cắt ngang đó cái vị trí này nãy mình phải, thay vì mình cắt ngang chỗ đó thì bây giờ đem nguyên cái quai này lên, đem nguyên cái quai này lên nối ngang đây thôi, thì như vậy thức ăn nó sẽ làm sao, thức ăn vui á thì nó sẽ đi từ đây đi xuống ruột và đi xuống đại tràng luôn, buồn á thì nó đây từ đây đi ngược qua bên cái quai của tá tràng đây, rồi đây tá tràng cái nó mới đẩy ngược về đây lại, nó đi cà dòng nó đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, rồi nó mới đi qua à. Còn đây là một cái trường hợp cắt toàn bộ dạ dày, cắt toàn bộ dạ dày ở đây thì sao, người ta đem lên ta cũng nói ruột ăn quai lại thôi, tại vì nó còn miếng dạ dày trên đây như hôm nãy đây, chỗ này nên sẽ sao đem lên nói ngang cái chỗ thực quản này, thì nó cũng giống như vậy. Đối với những bệnh nhân mà không còn chỉ định phẫu thuật, khi nào, khi bệnh nhân có tình trạng suy kiệt nặng, tại mổ cái này là mổ lớn ha, tình trạng suy kiệt nặng, các bệnh lý kèm theo nặng, không có khả năng mình có thể điều chỉnh tốt cho bệnh nhân được, thì coi chừng mình mổ xong bệnh nhân chết, thành ra có thể là mình chỉ để điều trị tạm bợ cho bệnh nhân bằng thuốc men, hoặc là mình cho bệnh nhân quá trị, hoặc là không làm gì hết, điều trị nâng đỡ dinh dưỡng cho bệnh nhân thôi. Nếu bệnh nhân có dịch bán là chứng tỏ có di căn rồi, mà ung thư dạ dày, một khi ung thư dạ dày có di căn thì cái tỷ lệ sống còn sau mổ nó không khác biệt với lại trước mổ, thành ra có di căn là người ta sẽ không mổ nữa. Trừ trường hợp nó tắc ăn uống không được thì người ta chỉ nối ruột lên trên cái dạ dày để cho hy vọng là nó còn ăn uống, nó thông xuống được chút nào hay chút đó, hoặc là khối u to không di động ha. Hoặc là di căn xa là không làm gì nữa, tại mổ không có khác biệt, mổ là bệnh nhân thời điểm sau đó cũng chết, không mổ cũng chết, thành ra không có cần thiết phải mổ. Quá trị thì thường người ta sẽ những cái giai đoạn sớm, ở những giai đoạn muộn mà ở bệnh nhân còn trẻ thì có thể đánh giá là quá trị trước mổ trước, ta gọi là tân mổ trợ neo adjuvant, làm trước để coi nó cái, nếu mà khối u nó đáp ứng giai đoạn thì nó sẽ thu nhỏ lại, các cái hạch di căn nó sẽ bị triệt tiêu bớt, thì lúc đó mình mổ mình có khả năng mình làm sạch được hết cho bệnh nhân. Còn nếu mà quá trị trước mổ mà bệnh nhân không đáp ứng thì coi như thua ha. Rồi sau khi mổ rồi mình lại tiếp tục quá trị tiếp. Đối với dạ dày thì mình không có xạ trị nha, chỉ có quá trị thôi, quá trị trước mổ hoặc là quá trị sau mổ. Về tiên lượng thì tiên lượng nó phụ thuộc vào giai đoạn bệnh. Nãy đó, giai đoạn sớm là cực kỳ tốt, hầu như là hết ung thư. Giai đoạn diễn tiến, giai đoạn bệnh tiến triển và giai đoạn diễn tiến xa thì tùy cái phân loại theo cái mức độ xâm lấn của khối u và có di căn hay không. Tính chất biệt hóa của mô ung thư, hôm nay nói rồi, biệt hóa càng cao thì cái tỷ lệ di căn, tỷ lệ ác tính của ung thư càng thấp. Vị trí tổn thương ha, tổn thương ở dưới, ở thấp, ở đoạn hang vị ấy, thì mình chỉ cắt bán phần thôi, mình cũng còn một phần dạ dày. Tổn thương nằm cao quá thì nó lại sao, nó tổn thương nó nằm phải cắt toàn bộ dạ dày thì nó nặng nề hơn. Phương pháp và chất lượng phẫu thuật thì nó phụ thuộc vào mình, vào bác sĩ, vào phẫu thuật viên. Tình trạng bệnh nhân là các bệnh lý kèm theo, tình trạng dinh dưỡng bệnh nhân trước mổ, trong mổ, sau mổ ha, có di căn hay không, những tất cả những cái này nó gộp lại nó mới cho ra một cái tiên lượng chung cho bệnh nhân ha. Rồi bài anh tới đây là hết.